Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Instagram. Đã lâu lắm rồi chúng ta không làm video về những bộ combo gaming gear có mức giá tốt và hợp lý để các bạn có thể lựa chọn và sử dụng tại nhà. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu cho các bạn một combo gaming gear đầy đủ các món, mức giá chỉ chưa tới 3 triệu mà lại đảm bảo tiêu chí, sản phẩm chất lượng tới từ những thương hiệu lớn, nổi tiếng cùng chế độ bảo hành cực kỳ tốt. Và bây giờ, hãy cùng nhau bắt đầu phần chính video nhé. Đầu tiên về chuột, nếu như các bạn đã quá chán việc trong nhiều năm qua, chỉ quanh đi quẩn lại mẫu chuột Logitech G102 cùng Razer DI Essential để lựa chọn cho mình mức tiền thấp chơi game thì hiện nay, Asus đã cho ra mắt một mẫu chuột mới có tên là Asus TUF M3 Gen 2. Chúng mình đã có một bài review chi tiết về sản phẩm này rồi. Có thể nói, đây là con chuột duy nhất trong tầm giá này bắt được trend khi cân nặng của nó chỉ có 59g, nhẹ hơn rất nhiều so với đối thủ trong cùng tầm hay thậm chí là hơn giá tiền của nó. Cân nặng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo một chất lượng build là tốt trong tầm giá. Các chi tiết hoàn thiện khá ổn ở một con chuột như TUF M3 Gen 2 thì dù bạn có quăng quật, đập phá nhiều chăng nữa, nó vẫn sẽ rất bền bỉ theo thời gian. Và một điểm có thể nói là cải thiện hơn so với cả các mẫu chuột trên là về độ bền của click. Khi những mẫu chuột quen thuộc hay thậm chí là phải sống chung với cả double click như Logitech G102 thì sẽ không phải hiện trạng này ở trên TUF M3 Gen 2 với độ bền là 60 triệu lần nhấn, sử dụng cực kỳ lâu dài. Một phần quan trọng nữa mà nhắc đến chính là hiệu năng. Phải chia sẻ thật rằng nếu bạn là một game thủ theo dạng hardcore, cần một con chuột phải cực kỳ chính xác thì đây lại chưa phải sản phẩm tốt nhất. Vì cho dù có thông số khá cơ bản như mắt đọc quang học 8000 DPI, 1000 Hz polling rate, nhưng con chuột này với những pha sấy hay thực hiện các tình huống flick nhiều trong game thì vẫn chưa đem lại hiệu quả tốt được. Dẫu sao thì trong tầm giá khoảng hơn 400.000, chúng ta không thể đòi hơn được nhiều khi mà trải nghiệm tổng thể cho các tựa game casual khác hoặc game MOBA cũng là tốt để cho người mới bắt đầu sử dụng rồi. Về phím thì hiện nay xu hướng các bạn lựa chọn một chiếc bàn phím gaming thuận tiện cho việc sử dụng với cường độ cao đã là phổ biến và rộng rãi hơn thời gian vừa qua. Chính vì vậy, chiếc Razer Black Widow V3 TKL trong khoảng giá 1,5 triệu sẽ là rất cân bằng cho nhiều tựa game khác nhau, kể cả khi bạn leo rank ở mức trên dưới level 10 FX hay trình độ Ascendant Immortal của tựa game Valorant thì vẫn sẽ cần một chiếc bàn phím gaming mang lại trải nghiệm khác biệt hơn so với cả các dòng bàn phím văn phòng khác. Cái nói đầu tiên phải là Switch cũng như PolingRed, khi mà hầu hết các phím tới thương hiệu lớn sẽ có chuông 1000 Hz, đem lại input lag thấp hơn. Switch sử dụng ở đây mà mình cũng khuyên các bạn nên sử dụng luôn, đó chính là Yellow Switch của hãng, khi nó tối ưu hành trình ngắn và cực kỳ phù hợp cho các tựa game bắn súng. Rõ ràng là một sản phẩm bàn phím gaming, bạn không thể đòi hỏi được cảm giác gõ phải ngon, build bằng nhôm này nọ hay bám hơn kết nối. Nếu cần sản phẩm như vậy thì có thể tìm các sản phẩm phím custom tương tự, nhưng sẽ không đem lại hiệu quả tốt ở phần gaming như dòng này của Razer. Vậy nên, Razer Black Widow V3 TKL rất xứng tầm để lựa chọn hiện tại với mức giá đã giảm hơn rất nhiều, đem lại mức độ thẩm mỹ, sự nổi bật với đèn LED RGB cho các setup khác nhau. Còn với tai nghe thì sao? Cũng có rất nhiều sản phẩm trải dài từ từng mức giá như hiện tại. Để nói về độ ngon, bổ rẻ, đúng chất và thương hiệu tốt thì Rocket Siva với mức giá chuyển loanh quanh 500.000 là rất ổn cho nhiều tác vụ khác nhau. Dù là một dòng tai nghe có tuổi đời khá lâu nhưng chất lượng của nó lại không thua kém về mặt hiệu quả sử dụng. Cũng phải đồng ý rằng chất lượng build của nó không quá xuất sắc, chỉ ở mức độ tạm chấp nhận được và bạn cần phải giữ gìn một chút vì dây nó hơi mảnh, không được bện dày cho lắm. Chính vì vậy, cần nên đặc biệt chú ý để bảo quản chiếc tai nghe này ở điều kiện tốt. Ngoài ra có thể nói về chất âm thì không phải bàn quá nhiều, vì chiếc tai nghe Siva này của Rocket đã từng được bán với mức giá khoảng 1,2 triệu nên nó làm tốt những yêu cầu từ gaming cho tới nghe nhạc. Chiếc tai nghe này sẽ phù hợp nhất với những tựa game bom tấn hay game bắn súng dạng Battle Royale như là Apex Legends, Fortnite, Call of Duty, Battlefield, vì chất âm theo hướng khỏe khoắn, giàu năng lượng và tái tạo lại tiếng súng, tiếng rền vang được bom đạn rất chi tiết, đủ rõ ràng trong game để có thể đoán được vị trí quân địch. Về mặt nghe nhạc và giải trí chung thì cũng khá ổn, nghe tạp các thể loại ok, thể loại nào có thể chơi được. Vậy nên trong tầm giá của nó hiện tại thì khó cho tai nghe gaming in-ear nào có thể làm tốt hơn được. Sản phẩm cuối cùng sẽ giúp các bạn hoàn thiện combo này chính là lót chuột. Theo mình, việc lựa chọn các sản phẩm lót chuột theo size phổ thông như 45x40cm với chiều dài chiều rộng nên được trở thành tiêu chuẩn vì đa phần các bạn chơi game nhiều thể loại sẽ rất thích kích thước này. Do đó, một trong mẫu lót chuột huyền thoại như là SteelSeries Quisaka Here V Large rất phù hợp cho dù tuổi đời của nó lên tới 20 năm. Chính vì tính chất dễ dùng, dễ làm quen, hợp tay với đại đa số người dùng nên trong nhiều năm qua, nó vẫn nằm trong top những mẫu lót chuột bán chạy trên thế giới và được ưa chuộng, tin dùng bởi rất nhiều game thủ từ bán chuyên cho đến chuyên nghiệp. Bề mặt là dạng thuần control, ban đầu sẽ hơi nhanh một chút do bề mặt vải của tất cả các mẫu lót chuột đều như vậy. Bạn cần chơi từ 2 đến 3 tuần hoặc hơn, ở cường độ tương đối để bề mặt được chậm hơn, break-in cho ra độ mượt là ổn định nhất. Tuy nhiên, điểm yếu mẫu pad này nằm ở chính lớp vải. Nếu như gặp thời tiết nóng ẩm quanh năm như Việt Nam, bề mặt dễ bị rít, bị ẩm có thể gây ra điểm chết trên pad. Lúc này thì các bạn nên sử dụng trong phòng điều hòa hoặc trong phòng có máy hút ẩm để đảm bảo độ ẩm trong phòng là tốt nhất. Đối với Quisaka Here V, kể cả dù không cần bo viền thì bạn vẫn có thể dùng 3-4 năm vì nó rất bền theo thời gian, cũng như phần đế dạng cao su bám bàn rất ổn trong tầm tiền này. Chính vì vậy, chỉ mức giá khoảng 500-600 nghìn là các bạn đã có một lót chuột luôn luôn bán chạy trong nhiều năm liền, thương hiệu lớn, đảm bảo tiêu chí, đến từ những thương hiệu danh tiếng chứ không phải những sản phẩm trôi nổi bán trên thị trường.
Trên đây là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ các bạn về bộ combo gaming gear tới từ những thương hiệu lớn, có hiệu năng tốt so với cả tầm giá, để các bạn có thể chiến trong năm 2024 với mức giá chưa tới 3 triệu đồng. Hiện tại nếu như các bạn mua bộ combo này tại techspace.vn còn được giảm giá nữa. Chi tiết mình sẽ để trong phần mô tả và phần bình luận video này. Còn bây giờ đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Instagram của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.